câu lạc bộ Barcelona sắp sửa hoàn tất việc ký kết hợp đồng với một đối tác tại Việt Nam. Và trong quá trình thương thảo giữa hai bên, đối tác Việt Nam đã mời Barcelona sang thi đấu giao hữu ở Hà Nội vào thời điểm thích hợp. Gần như chắc chắn Barcelona sẽ cử một ngôi sao tên tuổi của đội 1 sang Việt Nam để tham dự lễ công bố và ký kết hợp đồng. Song danh tính của ngôi sao này hiện chưa được tiết lộ.